Dạ vâng, mặc dù triều cường đã qua đỉnh khu đợt này nhưng mức nước vẫn ở mức cao và tiếp tục gây ngập ở các vùng trũng thấp hạ lưu sông Cửu Long. Ngày sáng ngày hôm nay thì được mực nước tại hai trạm, trạm Cần Thơ và trạm Mỹ Thuận đã ghi nhận giảm so với ngày hôm qua. Tuy nhiên thì vẫn ở trên mức báo động 3. Cụ thể thì ở trạm Cần Thơ cao hơn với mức báo động 3 là 21 cm. Còn với trạm Mỹ Thuận thì cao hơn với mức báo động 3 là 28 cm. Dự báo đỉnh triều cường chiều nay ở trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận sẽ tiếp tục cao hơn trên mức báo động 3, từ 15 cho đến 26 cm. Ngập úng do triều cường vì vậy xảy ra ở vùng ven sông thuộc thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Mức ngập có thể sâu và lan rộng hơn vào chiều ngày hôm nay. Bởi thời điểm triều dân cao, thì đồng bằng sông Cửu Long còn có thêm mưa nữa. Và mưa bắt đầu sau 2 giờ chiều và kéo dài cho đến 6 giờ tối. Cảnh báo mưa vừa, có nơi mưa to trên 50mm và nguy cơ đi kèm cả gió giật và sấm sét nguy hiểm. Còn trong sáng đến trưa ngày hôm nay, thời tiết ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại phần lớn các thành phố như thành phố Cần Thơ, thành phố Phú Quốc sẽ dao động ở mức 32 độ C. Chỉ riêng Châu Đốc hơi nóng với mức nhiệt là 33 độ C. Với miền Đông Nam Bộ, mức nhiệt 33 độ sẽ có nhiều điểm nắng hơn so với miền Tây Nam Bộ. Có thể kể đến như thành phố Tây Ninh, thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa. Sau 2 giờ chiều thì những khu vực này cũng sẽ chuyển mưa giông mạnh. Xin được chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau, Kiên Giang bao gồm Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và khu vực Côn Đảo, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh và tầm nhìn trong mưa bị hạn chế giảm xuống còn 4 đến 10 km.